Kính chào quý vị khán giả và các bạn, kính mời quý vị khán giả và các bạn cùng tham gia giải thế cờ với tên gọi Thiên Lý Độc Hành. Trong thế cờ này cờ đỏ được đi trước. Đầu tiên chúng ta cùng phân tích những cạm bẫy và những nước đi sai lầm mà người chơi cầm quân bên đỏ có thể mắc phải trong thế cờ này. Thoáng nhìn qua thế cờ này, thì người chơi cầm quân bên đỏ thường dùng tốt 5 bình 6 ăn sĩ, đồng thời xe 5 chiếu tướng. Với suy nghĩ bên đen tướng buộc phải bình 4 hoặc bình 6, nếu bên đen tướng 5 bình 4, thì bên đỏ xe 5 tấn lên chiếu tướng hết cờ. Còn nếu bên đen lựa chọn tướng 5 bình 6, thì bên đỏ xe 5 bình 4, buộc bên đen tốt 7 bình 6 cản chiếu, bên đỏ xe 4 tấn lên ăn tốt chiếu tướng. Bên đen mã 7 thoái 6 cản chiếu, thì bên đỏ xe 4 tấn lên ăn mã chiếu tướng và bên đỏ giành chiến thắng, nhưng đó là suy nghĩ của người chơi. Còn các tay cờ giang hồ thì không nghĩ như vậy, khi bên đỏ tốt 5 bình 6 ăn sĩ thì bên đen không dùng tướng tránh đi mà dùng mã 7 tấn 5 cản xe. Đến đây bên đỏ có hai lựa chọn để tiếp tục, đó là: thứ nhất, bên đỏ dùng xe 5 tấn lên ăn mã chiếu tướng. Thứ hai, bên đỏ dùng tốt 6 tấn 1 nhằm mục đích khóa tướng. Nếu bên đỏ xe 5 tấn lên ăn mã chiếu tướng, thì bên đen tướng 5 bình 6. Đến đây bên đỏ không thể dùng xe 5 bình 4 chiếu tướng được vì bên đen tốt 7 bình 6 bắt xe ngay. Còn nếu bên đỏ xe không bình 4 mà dùng tốt 6 tấn lên thì bên đen tốt 6 tấn 1 chiếu tướng và gây ra kết cục đen thắng. Còn nếu bên đỏ lựa chọn tốt 6 tấn 1 khóa tướng đen thì bên đen tốt 7 bình 6 bảo vệ mã, bên đỏ xe 5 bình 2 hoặc bình 8. Hai lựa chọn này có giá trị như nhau, đều cùng mục đích là xe tấn lên 7 nước chiếu tướng hết cờ, ví dụ xe 5 bình 2. Bên đen tốt 4 bình 5 chiếu tướng, bên đỏ tướng 5 bình 6, bên đen mã 5 tấn 3 chiếu tướng, bên đỏ xe 2 bình 7 bắt mã. Bên đen tốt 5 tấn 1 chiếu tướng, bên đỏ tướng 6 tấn 1, bên đen tốt 6 bình 5 chiếu tướng, bên đỏ tướng 6 tấn 1 để tránh. Bên đen tốt 6 bình 5, đến đây bên đen có hai sát cuộc là tốt 5 tấn 1 chiếu tướng, hoặc tốt 5 bình 4 chiếu tướng hết cờ, bên đỏ không có phương án chống đỡ và bên đỏ thất bại. Sai lầm tiếp theo mà bên đỏ cũng có thể mắc phải đó là xe 5 bình 8 nhằm uy hiếp xe 8 tấn 7 chiếu tướng hết cờ. Bên đen tốt 6 bình 5 chiếu tướng, bên đỏ tướng 5 bình 4, bên đen sĩ 4 thoái 5, bên đỏ xe 8 tấn 6, nhằm uy hiếp tốt 5 tấn lên ăn sĩ chiếu tướng. Bên đen mã 7 thoái 6, bên đỏ tốt 5 tấn 1 ăn sĩ, bên đen mã 6 thoái 5 bắt tốt, bên đỏ xe 8 tấn 1 chiếu tướng, bên đen mã 5 thoái 3 cản chiếu. Bên đỏ xe 8 bình 7 ăn mã chiếu tướng, bên đen tướng 5 tấn 1, lúc này bên đen đang có nước cờ uy hiếp là tốt 4 tấn 1 rồi sau đó bình 5 chiếu tướng hết cờ. Buộc bên đỏ xe 7 bình 6 để phòng thủ, bên đen dùng tốt 5 tấn 1 chiếu tướng, buộc tướng đỏ tấn 1, bên đen tiếp tục dùng tốt 4 bình 5 chiếu tướng. Buộc tướng đỏ lại phải tấn 1, bên đen dùng tốt 7 bình 6 hoặc tấn 1 chiếu tướng đều gây ra sát cục và bên đen lại giành chiến thắng. Tương tự như vậy, nếu bên đỏ dùng xe 5 bình 2 cùng với mục tiêu xe 2 tấn 7 chiếu tướng hết cờ, bên đen dùng tốt 7 bình 8 cản xe. Đến đây thấy tốt 7 đã rời xa lộ 5 nên đỏ rất dễ mắc sai lầm đó là dùng xe 2 bình 8 nhằm uy hiếp xe 8 tấn 7 chiếu tướng hết cờ. Bên đen dùng tốt 6 bình 5 chiếu tướng buộc bên đỏ tướng 5 bình 4, bên đen sĩ 4 thoái 5 phòng thủ nước cờ xe tấn chiếu của bên đỏ. Đến đây bên đỏ lặp lại đường cũ là xe 8 tấn 6. Bên đen mã 7 thoái 6, bên đỏ tốt 5 tấn 1 ăn sĩ chiếu tướng, bên đen mã 6 thoái 5 ăn tốt. Bên đỏ xe 8 tấn 1 chiếu tướng, bên đen mã 5 thoái 3 cản chiếu, bên đỏ xe 8 bình 7 ăn mã chiếu tướng, bên đen tướng 5 tấn 1. Bên đỏ xe 7 thoái 1 chiếu tướng, buộc tướng đen thoái 1, bên đỏ xe 7 thoái 2 nhằm mục đích bắt tốt 1 của đen, bên đen tốt 8 tấn 1. Bên đỏ xe 7 bình 5 chiếu tướng, tướng đen buộc phải bình 4. Bên đỏ xe 5 bình 6 chiếu tướng, bên đen tướng 4 bình 5. Đến đây bên đen đang có nước cờ uy hiếp là tốt 4 tấn 1 và tiếp theo bình 5 chiếu tướng hết cờ nên bên đỏ dùng xe 6 thoái về ăn tốt. Bên đen tốt 5 bình 4 ăn xe, bên đỏ tướng 4 tấn 1, bên đen tượng 9 thoái 7, bên đỏ tốt 7 tấn 1, bên đen tượng 7 tấn 5 khóa đường tấn lên của tốt đỏ. Đến đây bên đen còn 3 tốt chắc chắn giành chiến thắng. Trên đây là ba cạm bẫy mà người chơi cầm quân bên đỏ thường hay mắc phải nhất. Để không làm mất thời gian của quý vị, sau đây chúng ta cùng đi tìm lời giải đúng và phù hợp cho cả hai bên trong thế cờ này.
Đầu tiên bên đỏ dùng xe 5 bình 2 với mục đích dùng xe 2 tấn 7 chiếu tướng hết cơ, bên đen dùng tốt 7 bình 8, bên đỏ dùng xe 2 tấn 1 ăn tốt vẫn cùng mục đích dùng xe chiếu tướng như cũ. Bên đen dùng tốt 4 bình 5 chiếu tướng, buộc tướng đỏ bình 6, bên đen sĩ 4 thoái 5 phòng thủ, bên đỏ xe 2 tấn 6 nhằm uy hiếp tốt 5 tấn 1 ăn sĩ chiếu tướng. Bên đen mã 7 thoái 6 bảo vệ sĩ, bên đỏ xe 2 bình 4 truy kích mã, bên đen tượng 9 thoái 7, đến đây bên đỏ có hai lựa chọn, một là bên đỏ dùng xe 4 thoái về ăn mã. Hai là dùng tốt 7 tấn lên, nếu bên đỏ xe 4 thoái về ăn mã, thì bên đen tượng 7 tấn 5 ăn tốt, đến đây bên đỏ xe không thể rời khỏi lộ 4 được. Nếu bên đỏ xe 4 bình 9 ăn tốt thì bên đỏ sẽ thua như sau, bên đen tốt 6 tấn 1, bên đỏ xe 9 tấn 3 chiếu tướng, bên đen sĩ 5 thoái 4. Bên đỏ xe 9 bình 6 ăn sĩ chiếu tướng, bên đen tướng 5 tấn 1, và bên đỏ không thể chống lại nước cờ tốt 6 bình 5 chiếu tướng của bên đen và bên đỏ thua. Do đó bên đỏ không thể dùng xe di chuyển khỏi lộ 4, mà bên đỏ dùng tốt 7 tấn 1, bên đen dùng tốt 1 tấn 1, bên đỏ xe 4 bình 5 nhằm bắt tượng. Bên đen tốt 1 tấn 1, bên đỏ xe 5 tấn 1 ăn tượng, bên đen tốt 1 bình 2 uy hiếp bắt tốt, bên đỏ tốt 7 tấn 1, bên đen tốt 2 tấn 1. Bên đỏ tốt 7 tấn 1, và đỏ cứ tấn tốt áp sát cửu cung và đen cũng vậy, tuy nhiên bên đen nhanh hơn bên đỏ một nước cờ và bên đen giành chiến thắng. Như vậy nếu bên đỏ lựa chọn xe 4 thoái về ăn mã thì bên đỏ thua. Ta xét lựa chọn thứ hai là bên đỏ dùng tốt 7 tấn lên, và đây cũng là lựa chọn tối ưu cho bên đỏ, bên đen tốt 1 tấn 1, bên đỏ tốt 7 vượt sông, bên đen sĩ 5 tấn 6 che mặt xe để thoát mã ra. Bên đỏ tốt 5 tấn 1 chiếu tướng, bên đen buộc phải dùng sĩ 6 thoái 5 ăn tốt, bên đỏ xe 4 thoái 2 ăn mã, bên đen tốt 1 tấn 1. Bên đỏ tốt 7 tấn 1, bên đen tốt 1 tấn 1, bên đỏ tốt 7 tấn 1, bên đen tốt 1 bình 2. Bên đỏ xe 4 bình 5, bên đen tốt 2 bình 3. Bên đỏ tốt 7 bình 6, bên đen tướng 5 bình 6, bên đỏ xe 5 bình 4 chiếu tướng, bên đen sĩ 5 tấn 6 cản chiếu, bên đỏ xe 4 tấn 1 ăn sĩ chiếu tướng. Bên đen tướng 6 bình 5, bên đỏ tốt 6 bình 5 che đi lộ 5 không để bên đen dùng mặt tướng hỗ trợ tấn công, vì nếu để bên đen dùng mặt tướng hỗ trợ tấn công thì bên đỏ sẽ thua. Bên đen dùng tượng 7 tấn 5 ăn tốt, bên đỏ xe 4 bình 5 ăn tượng chiếu tướng, bên đen tướng 5 bình 6, bên đỏ xe 5 bình 7 uy hiếp bắt tốt. Bên đen tốt 3 bình 4, bên đỏ xe 7 bình 6, bên đen tốt 4 bình 3, bên đỏ xe 6 bình 4 chiếu tướng, bên đen tướng 6 bình 5. Bên đỏ xe 4 bình 5, bên đen tướng 5 bình 6, bên đỏ xe 5 bình 7, bên đen tốt 3 bình 4, đến đây bên đỏ đã dùng nhất cách nhất chiếu dẫn đến hòa cuộc. Như vậy trong thế cờ này nếu hai bên đi đúng và không có bên nào mắc phải sai lầm thì thế cờ dẫn đến hòa cuộc. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem lại những nước đi đúng của hai bên như sau. Trong khi giải thế cờ không khỏi sót nước đi, quý vị nào có phương án phá giải khác, xin hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ tiếp thu và cập nhật vào phương án phá giải. Bình luận cờ đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các thế cờ tiếp theo.